Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đường vào trường mầm non xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội ngập trong rác thải. Phản ánh của một khán giả giấu tên từ số điện thoại 0902 với 3 số cuối là 115. Tỉnh lộ 941 tan nát do thi công chậm tiến độ, phản ánh của khán giả Phạm Đức Vịnh ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang với số điện thoại 097, 3 số cuối là 608. Nguy cơ sạt lở đê biển tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, phản ánh của khán giả Trần Hoàng Phong, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Hồ Tây lại bị đóng cọc băm nát, phản ánh của khán giả Nguyễn Khánh Phương, trú tại An Dương, Hà Nội. Dự án 50 triệu đô bị bỏ hoang ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Vinh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với số điện thoại 097, 3 số cuối là 650. Ngôi làng không một bóng người tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, phản ánh của khán giả Lê Quý Trọng từ số điện thoại 0987 với 3 số cuối là 684. Lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo cơ nhỡ, chia sẻ của khán giả Nguyễn Minh Thuy ở thành phố Hồ Chí Minh. Thanh niên Bình Định xuống đường tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phản ánh của khán giả Lưu Quốc Trí từ số điện thoại 0979 với 3 số cuối là 665. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một khán giả giấu tên từ số điện thoại 0902 với 3 số cuối là 115 cho biết. Con đường dẫn vào trường mầm non xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngập ngụa trong bùn đất và rác thải. Điều đáng nói là rất nhiều rác thải được tập kết tại đây do chính các giáo viên trong trường thải ra. Đây là con đường dẫn vào trường mầm non xã Lam Điền. Rác thải được chất đống hai bên đường. Đang quay một con nhà mày đấy. Lòng đường thì nhếch nhác lấm lem bùn đất. Rất nhiều phụ huynh đến đón con phải trang bị ủng. Quãng đường chỉ dài 100m nhưng đi lại hết sức khó khăn. Phản ánh cùng chương trình, khán giả giấu tên trên cho biết chị có con đang theo học tại ngôi trường này và hầu như hôm nào cũng vậy, ngày hai lần chị phải băng qua con đường này. Dù từ trục đường liên xã rẽ vào cổng trường chỉ dài có hơn 100m, tuy nhiên con đường lại hết sức nhếch nhác và bẩn thỉu, nhiều ổ gà, gạch đá thì lởm chởm. Theo khán giả này, đóng góp không nhỏ vào việc làm khu vực xung quanh môi trường sư phạm bị xấu đi chính là các thầy cô giáo đang làm việc trong trường. Rác thải từ sau những bữa ăn của học sinh đều được mang ra tập kết ven đường. Các hộ dân sống lân cận thấy vậy cũng mang rác đến đây quy tụ. Trong đó có không ít các bao tải đựng phân gà bốc mùi hôi thối. Cũng theo khán giả này, thì rác tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền chỉ được thu gom một tuần một lần, tạo điều kiện thuận lợi cho ruồi, nhặng, muỗi và hàng loạt các loài ký sinh trùng gây bệnh khác phát triển. Được biết, hiện có khoảng 400 học sinh và 40 cán bộ nhân viên đang theo học và làm việc tại ngôi trường này. Chỉ cần làm một phép tính sơ qua, thì hàng ngày có đến cả ngàn lượt phương tiện lưu thông qua đây. Đó là chưa kể đến việc tham gia giao thông của các hộ dân khác. Thế nhưng một môi trường ô nhiễm như vậy đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả giấu tên này mong muốn Ban giám hiệu trường mầm non xã Lam Điền cũng như Ban quản lý khu dân cư sớm có kế hoạch tôn tạo lại con đường cũng như quy hoạch vị trí đổ rác hợp lý, không để tình trạng ô nhiễm nêu trên tiếp tục tái diễn.
Thưa quý vị, tỉnh lộ 941 nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã xuống cấp từ lâu với mặt đường sụt lún, ổ voi, ổ gà trải khắp mặt đường. Đây là tuyến giao thông huyết mạch về huyện Chi Tôn và các huyện biên giới của Kiên Giang. Nhưng hiện vẫn còn gần chục cây cầu nhỏ hẹp, phần lớn là cầu sắt tải trọng thấp, không đảm bảo lưu thông. Đó là phản ánh của khán giả Phạm Đức Vịnh ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang với số điện thoại 097, 3 số cuối là 608. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là tỉnh lộ 941 nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thời gian gần đây, con đường bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn đường bị sụt lún. Nhưng cũng có những đoạn gồ lên những ụ đất gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Vào những ngày nắng, bụi đất đá bay mù mịt khiến người đi đường khó có thể nhìn thấy nhau. Hàng quán, cửa hàng kinh doanh hai bên đường rơi vào cảnh ế ẩm vắng khách. Còn khi mưa xuống, những hố sâu trên đường ngập đầy nước, trở thành những cái bẫy bẫy người đi đường. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến giao thông, mà tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, khiến người dân rất bức xúc. Thưa quý vị, tỉnh lộ 941 là tuyến giao thông huyết mạch về huyện Chi Tôn và các huyện biên giới của Kiên Giang. Dự án nâng cấp tuyến đường này được phê duyệt từ năm 2008 và triển khai thi công vào năm 2011, nhưng gần một năm qua không hề thấy bóng dáng đơn vị thi công. Hiện nay, đoạn đường từ cầu Cần Đăng đến cầu Kinh Đào mới đổ đất đá một bên. Những dải đất cát nằm chắn ngang trước mặt nhà dân, trước các cơ sở kinh doanh, khiến việc đi lại khó khăn và mua bán lâm vào cảnh ế ẩm. Theo phản ánh của khán giả Phạm Đức Vịnh, thì gói thầu từ cầu Kinh Đào đến cầu số 5 mới có vài đoạn được đổ đất làm nền hạ nhưng chưa được san bằng phẳng. Nhiều đụn đất đá, máy móc nằm ngổn ngang trên đường. Vì đơn vị thi công đã án binh bất động hàng tháng nay, mặt đường lồi lõm, chỉ chít hố vũng, chỗ lởm chởm đá, chỗ đã bong hết lớp nhựa, ngày đêm xe cộ lưu thông làm tung bụi mù mịt. Có những đoạn, lòng đường trải đầy cát và đá răm khiến nhiều người đi xe máy qua đây bị trượt bánh và ngã. Cũng theo khán giả Phạm Đức Vịnh, thì gói thầu từ cầu Cần Đăng đến cầu Kinh Đào có giá trị đầu tư là 20 tỷ đồng. Theo kế hoạch, gói thầu này được thi công từ tháng 2 năm 2011 và đến tháng 8 năm 2012 là xong. Nhưng tới nay, mới trên 20% khối lượng công trình được hoàn thành. Tiến độ làm đường chậm do vướng mặt bằng và nhà thầu không được bố trí vốn. Còn gói thầu từ cầu Kinh Đào đến cầu số 5 có giá trị đầu tư gần 30 tỷ đồng, triển khai thi công từ tháng 10 năm 2011. Theo kế hoạch, đến tháng 6 năm 2013 phải xong. Nhưng đến nay, khối lượng công trình mới đạt khoảng hơn 10%. Nguyên nhân cũng là do thiếu vốn. Ngoài ra, trên tuyến tỉnh lộ 941, do hệ thống kênh rạch chằng chịt nên người tham gia giao thông phải qua rất nhiều cây cầu. Tuy nhiên, phần lớn những cây cầu này đã xuống cấp, thường bị sụp hố hoặc hư hỏng mặt sàn. Hiện cơ quan chức năng đang cho sửa chữa một số cây cầu trên tỉnh lộ 941, nhưng tiến độ thì quá chậm, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đê biển Hải Thành Hòa thuộc khu vực Cồn Nhàn, ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh được đào đắp khoảng năm 1996. Chân đê rộng hơn 3 mét chủ yếu được làm từ đất. Hiện nay, con đê này đang đứng trước nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào, khiến cho hàng ngàn hộ dân xã Dân Thành và nhiều xã khác của huyện Duyên Hải sống trong lo sợ. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Trần Hoàng Phong, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là con đê biển Hải Thành Hòa, đê được đắp bằng đất kéo dài hàng km. Trước đây, phía ngoài biển còn có một đê bao nhưng hiện đã bị vỡ thành nhiều đoạn, làm cho chiều cường và sóng đánh vào mạnh hơn, khiến quá trình sạt lở diễn ra nhanh chóng. Hiện địa phương chỉ có thể tạm thời dùng cừ tràm đóng xuống để chắn đỡ sóng.
Khán giả Trần Hoàng Phong cho biết, vị trí đê biển Hải Thành Hòa chỉ cách biển chừng 500m. Thời điểm trước khi có các dự án lớn xây dựng tại đây, đê rất vững chắc nên người dân yên tâm sinh sống. Phía trong đê là đất trồng hoa màu, nuôi thủy sản của người dân. Tuy nhiên, từ khi có dự án xây dựng luồng tàu biển và nhà máy nhiệt điện trên địa bàn, thì việc các tàu xà lan liên tục bơm cát gần khu vực đê để phục vụ cho dự án đã làm cho đất cát ở chân đê bị hụt, sóng lớn đánh vào khiến cho chân đê bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, khoảng giữa tháng 10 năm 2012, đê biển Hải Thành Hòa đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Sau đó, các ban ngành chức năng đã huy động lực lượng gia cố khắc phục. Tuy nhiên, việc khắc phục chỉ là tạm thời vì đơn vị thi công chỉ đổ đất và dùng cừ tràm đóng xuống chắn sóng. Khán giả Trần Hoàng Phong còn cho biết thêm, cách đê biển lớn khoảng vài trăm mét ở phía ngoài, trước kia còn có đê bao, tuy nhiên nay nó đã bị vỡ thành từng khúc do sóng đánh. Theo anh Phong và nhiều người dân xã Dân Thành, thì việc khai thác đất cát phục vụ công trình nhà nước để phát triển kinh tế xã hội địa phương là một việc đáng mừng. Nhưng việc khai thác lại gây ảnh hưởng đến đê biển, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân thì không nên. Anh Phong kiến nghị các cơ quan chức năng nên xem xét lại cách khai thác nêu trên, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhiều ngày qua, đông đảo người dân có trách nhiệm với cảnh quan thiên nhiên của Hồ Tây với Hà Nội đã rất không đồng tình với việc lấp hồ của một đơn vị thi công đang làm việc tại Hồ Tây. Họ đã đóng cọc, đem bao cát đến để lấp một diện tích đất hồ và tiến hành xây dựng một công trình mới. Sau đây là một số hình ảnh về việc làm hiện đang gây tranh cãi trong dư luận này. Hình ảnh do khán giả Nguyễn Khanh Phương đã gửi đến cho chương trình. Một góc Hồ Tây, Hà Nội. Người ta cắm xuống hồ hàng trăm chiếc cọc để định vị, sau đó thả bao cát xuống để lấp. Trên bờ, hàng chồng bao tải cát được vứt la liệt chờ thả xuống tiếp tục san lấp hồ. Trong thư gửi về chương trình, chị Phương có viết: Nếu là người hiểu và yêu Hà Nội, yêu thiên nhiên thì khi nhìn thấy cảnh tượng lấp hồ phũ phàng như thế, ai cũng bức xúc và can ngăn. Một không gian thiên nhiên thơ mộng, một cảnh quan tuyệt mỹ và điều quan trọng đó là chốn tâm linh, linh thiêng của mỗi người dân Hà Nội sẽ ra sao? Nếu như một công trình cắm móng xuống mặt nước hồ rồi thò nhô lên khối bê tông thô kệch. Theo chị Phương thì Hồ Tây có giá trị về mặt thiên nhiên với thủ đô Hà Nội là một điều quá rõ ràng. Bởi thế, cho dù công trình gì và của đơn vị nào thì cũng cần phải có nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, đừng để mọi chuyện đã rồi mà đành liều chấp nhận. Sự băm vụn không gian thiên nhiên mặt Hồ Tây đang diễn ra cần xem xét trách nhiệm, chứ nếu như cứ tiếp diễn xé vụn báu vật của người dân Hà Nội thành những miếng vá nham nhở thì chẳng mấy chốc Hồ Tây rộng lớn chỉ còn lại làm cái ao tù. Được biết, góc Hồ Tây đang bị đóng cọc nêu trên để làm dự án xây dựng bến thủy nội địa, neo đậu xuồng cứu hộ trên Hồ Tây. Chủ đầu tư của dự án này chính là Ban Quản lý Hồ Tây. Thưa quý vị, nhiều du khách lần đầu đến với thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đi qua đường Bình Minh đã khá bất ngờ trước dãy biệt thự cổ kính nằm khuất sau dãy phi lao. Bởi Cửa Lò là một thị xã còn non trẻ, tuy nhiên chỉ cần dừng lại một phút để quan sát kỹ hơn thì du khách sẽ nhận ra đó chỉ là dãy nhà đang xây dựng dở dang, dần trở nên hoang phế và rêu thì phủ đầy. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Vinh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với số điện thoại là 097 với 3 số cuối là 650. Đây là khu liên hợp kinh tế, thương mại, khách sạn, thể thao, chung cư, biệt thự tại xã Nghi Hương, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch năm 2010, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, đại dự án này đang ngày một hoang phế. Hơn 100 căn hộ phần lớn đã xây xong phần thô và bắt đầu hoàn thiện, đang lâm vào cảnh phơi mưa, phơi nắng, cỏ dại mọc đầy như phế tích. Nhiều chi tiết của các căn hộ như cửa, cầu thang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Trong khu liên hợp này, một số ít các căn hộ đã hoàn thiện, còn lại là những căn hộ xây dựng dở dang. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, dự án khu liên hợp kinh tế, thương mại, khách sạn, thể thao, chung cư, biệt thự tại thị xã Cửa Lò được Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép đầu tư số 2371 EGB. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 50 triệu đô la Mỹ. Dự án được thực hiện trên có diện tích là 162.188,8 m² tại xã Nghi Hương, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò. Chủ đầu tư là công ty liên danh Hồng Thái SIT Việt Nam. Theo kế hoạch, vào năm 2010, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cho đến nay, đại dự án này đang ngày một hoang phế, gây bức xúc cho người dân. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Vinh, thì 2 năm khi bắt đầu thi công, công ty liên doanh Hồng Thái SIT Việt Nam đã dính phải nghi án phá vỡ quy hoạch dự án. Đến khi lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ, lại phát hiện ra chủ đầu tư này không đủ năng lực tài chính để tiếp tục dự án. Chính vì vậy, vào ngày 9 tháng 8 năm 2005, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ra quyết định chấm dứt hoạt động trước thời hạn của công ty liên doanh Hồng Thái SIT Việt Nam và thu hồi giấy phép đầu tư tại dự án này. Như vậy, chỉ 2 năm kể từ khi ngày khởi công dự án, chủ đầu tư đã bị rút giấy phép. Từ chỗ được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm nhấn của bộ mặt đô thị Cửa Lò, dự án 50 triệu đô này đã bị đình trệ vô thời hạn. Việc này không chỉ gây lãng phí tài nguyên, tiền của nhà nước mà còn khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Tại bản Nòng thuộc khu tái định cư xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An, có 17 căn nhà bị bỏ hoang từ hơn 6 năm nay. Nguyên nhân cơ bản là do việc nghiên cứu, khảo sát địa hình không phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Thái. Khán giả Lê Quý Trọng từ số điện thoại 0987 với 3 số cuối là 684 đã gửi đến cho chương trình một số hình ảnh về ngôi làng không một bóng người này ở Nghệ An. Suốt 6 năm, khu vực bản Nòng không có một bóng người nên quang cảnh trở nên hết sức hoang tàn. Hầu hết những căn nhà đều đã xuống cấp, cây cối bao quanh tùm. Công trình nước sạch của bản cũng ở trong tình trạng tương tự. Còn đây là căn nhà nguyên vẹn nhất trong số 17 căn nhà bỏ hoang ở bản Nòng vì nó được bản mua lại để làm nhà thờ. Vì không có nước sạch, trường mầm non xã Ngọc Lâm cũng phải đóng cửa và chuyển sang nơi khác. Theo như những thông tin mà khán giả Lê Quý Trọng cung cấp cho chương trình, thì bà con người Thái thường cư trú dưới chân đồi và ven các khe suối, nhưng khu vực này lại nằm trên đỉnh đồi. Nguồn nước sạch thiếu trầm trọng, khoan sâu xuống từ 30 cho đến 40 mét vẫn không có nước. Vì thế, ngay từ khi rời lòng hồ Thủy Điện Bản Vẽ tại huyện Tương Dương về khu tái định cư này vào năm 2006, 17 hộ dân được phân ở khu vực này đều không được nhận nhà mà dựng lều lán ở khu vực đất sản xuất để cư trú. Cho đến nay, sau hơn 6 năm dầm mưa dãi nắng, cảnh vật nơi đây trở nên hoang tàn và đổ nát. Gần như toàn bộ 17 căn nhà này đã bị hư hỏng nặng. Ngói, các loại đồ ngỗ và cửa đã bị tháo dỡ, xung quanh cây cối mọc tùm. Trong khi đó, thì đời sống của người dân ở khu tái định cư Ngọc Lâm vẫn chưa ổn định. Nhiều hộ còn bị thiếu đói phải trở về huyện Tương Dương để tìm kế sinh nhai. Hầu hết người dân đều thiếu vốn làm ăn sản xuất. Theo anh Trọng thì chỉ vì không tôn trọng phong tục tập quán của người dân tái định cư, Ban Quản lý Thủy Điện 2 và các đơn vị tư vấn thi công đã gây lãng phí hàng tỷ đồng của nhà nước. Thưa quý vị, đã từ lâu tại khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có một lớp học tình thương dành cho trẻ em cơ nhỡ. Lớp học này là do một cán bộ biên phòng cùng với một bí thư đoàn khu phố đã kết nối với nhóm sinh viên đại học luật mở lớp xóa mù chữ cho trẻ em nghèo. Sau đây mời quý vị cùng đến với lớp học đặc biệt này qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Minh Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh. Cứ từ 18 giờ đến 20 giờ các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, hội trường khu phố 5 lại sáng đèn chờ đón trẻ về tìm con chữ. Không ai đặt tên cho lớp học, nhưng người dân quanh đây vẫn quen gọi là lớp học tình thương khu phố 5.
Học sinh của lớp là con em công nhân nghèo, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em không có điều kiện đến trường. Một nhóm sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng trạm cửa khẩu Bến Tre và chính quyền địa phương khu phố 5 mở lớp học tình thương này. Lớp học hiện nay có 37 em, độ tuổi từ 7 đến 13 tuổi. Một số em đã từng đến trường nhưng phải nghỉ học để đi bán vé số, đánh giày, nhặt ve chai, kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ. Còn một số em do cuộc sống khó khăn nên chưa từng biết đến cây số, còn chữ. Lớp học được chia thành hai nhóm, dạy theo chương trình sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2. Đối với các em đã đọc viết được thì dạy nâng cao theo chương trình của các lớp lớn hơn. Mỗi buổi học luôn có từ 5 đến 7 sinh viên tình nguyện cùng hai cán bộ và một chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu Bến Nghé theo sát. Theo thông tin chia sẻ của khán giả Nguyễn Minh Thùy, thì một trong những người đầu tiên mở lớp học tình thương tại khu phố 5 là Thượng úy Vũ Tường Linh, cán bộ biên phòng trạm cửa khẩu Bến Nghé, và anh cũng là người có hơn 9 năm vận động mở lớp tình thương cấp 2 tại huyện Cần Giờ. Vào năm 2000, anh Linh công tác tại huyện Cần Giờ nên biết được có nhiều học sinh không có điều kiện theo cấp 2. Anh đã xin phép chính quyền, vận động nhân dân và một số giáo viên dạy trung học cơ sở mở lớp. Cho đến năm 2009, lớp học này đã dạy được 3 khóa, tổng số là khoảng 100 học sinh. Sau khi anh Linh chuyển công tác lên trạm cửa khẩu Bến Nghé, lớp học được bàn giao lại cho địa phương. Với mong muốn mở thêm một lớp học dành cho trẻ em nghèo tại nơi mình mới công tác, anh Linh lại tiếp tục vận động chính quyền địa phương cùng các sinh viên tại Đại học Luật. Và vì vậy, lớp học tình thương ở khu phố 5 ra đời vào ngày 26 tháng 3 năm 2012. Dù chưa được đào tạo chuyên môn về sư phạm, nhưng những sinh viên, tình nguyện viên, các đồng chí bộ đội đứng lớp vẫn được học sinh và người dân tôn trọng gọi thầy cô. Lớp học do chi đoàn thanh niên khu phố tổ chức, nhưng để có được lớp học này, cán bộ phường Tân Thuận Đông, chi bộ khu phố 5 cùng các thầy cô giáo, tình nguyện viên đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp những bộ bàn ghế tập vở cho học sinh. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12, đồng thời nhằm góp phần tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về việc phòng chống căn bệnh thế kỷ. Và sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 12, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi lễ tuyên truyền cho hơn 1.000 em học sinh, cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn về tác hại của bệnh này. Sau đó, Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức cho hơn 40 đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền trên tất cả các tuyến đường trong huyện, đặc biệt là những tuyến phố có đông dân cư. Khán giả Lưu Quốc Chí từ số điện thoại là 0979 với 3 số cuối là 665 đã gửi đến chương trình một số hình ảnh về buổi tuyên truyền này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh được ghi lại trên nhiều trục đường của thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vào sáng ngày 1 tháng 12. Rất nhiều thanh niên trong thị trấn đã cùng nhau xuống đường, mang theo cờ, khẩu hiệu và loa phát thanh để tuyên truyền tác hại cũng như cách phòng chống căn bệnh thế kỷ. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Lưu Quốc Chí cho biết, những hoạt động tuyên truyền như thế này được Đoàn Thanh niên thị trấn Tăng Bạt Hổ tổ chức một cách định kỳ. Một tháng một lần, họ lại tập hợp nhau lại, cùng nhau xuống phố để vận động tuyên truyền người dân. Phong trào được các bạn trẻ hưởng ứng tích cực. Chính nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng và linh hoạt mà công tác phòng chống HIV/AIDS ở huyện Hoài Ân đã mang lại rất nhiều hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần ngăn chặn những tệ nạn xã hội nảy sinh trên địa bàn huyện Hoài Ân nói chung và thị trấn Tăng Bạt Hổ nói riêng. Thông qua clip này, khán giả Lưu Quốc Chí hy vọng đoàn thanh niên tại nhiều địa phương trên cả nước cũng có thể thường xuyên tổ chức những hoạt động tuyên truyền bổ ích và ý nghĩa như trên để góp phần đẩy lùi căn bệnh HIV/AIDS tại Việt Nam.
Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Con đường dẫn vào trường mầm non xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngập ngụa trong bùn đất và rác thải. Điều đáng nói là rất nhiều rác thải được tập kết tại đây do chính các giáo viên trong trường thải ra. Phản ánh của một khán giả giấu tên từ số điện thoại 0902 và 3 số cuối là 115. Tỉnh lộ 941 là tuyến giao thông huyết mạch về huyện Chi Tôn và các huyện biên giới của Kiên Giang. Dự án nâng cấp tuyến đường này được phê duyệt từ năm 2008 và triển khai thi công vào năm 2011. Nhưng gần một năm qua, công trình đã dừng thi công do thiếu vốn. Nhiều đoạn đường bị sụt lún, nhưng cũng có những đoạn gồ lên những ụ đất gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Điều đáng nói tại đây đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến người dân bức xúc. Phản ánh của khán giả Phạm Đức Vịnh ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang từ số điện thoại 097 và 3 số cuối là 608. Đê biển Hải Thành Hòa thuộc khu vực Cồn Nhàn, ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh được đào đắp khoảng năm 1996. Chân đê rộng hơn 3 mét, chủ yếu là đất. Hiện nay, con đê này đứng trước nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, khiến hàng ngàn hộ dân xã Dân Thành và nhiều xã khác của huyện Duyên Hải sống trong lo sợ. Phản ánh của khán giả Trần Hoàng Phong, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nhiều ngày qua, đông đảo người dân có trách nhiệm với cảnh quan thiên nhiên của Hồ Tây Hà Nội đã rất không đồng tình với việc lấp hồ của một đơn vị thi công đang làm việc tại đây. Họ đã đóng cọc đem bao cát đến để lấp một diện tích đất hồ, xây dựng một công trình mới. Phản ánh của khán giả Nguyễn Khánh Phương, trú tại An Dương, Hà Nội. Chỉ 2 năm kể từ ngày khởi công dự án khu liên hợp kinh tế, thương mại, khách sạn, thể thao, chung cư, biệt thự tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư là công ty liên doanh Hồng Thái SIT Việt Nam đã bị rút giấy phép. Từ chỗ được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm nhấn của bộ mặt đô thị Cửa Lò, dự án 50 triệu đô này đã bị đình trệ vô thời hạn. Việc này vừa gây lãng phí tài nguyên, tiền của nhà nước mà còn khiến người dân vô cùng bức xúc. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Vinh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, số điện thoại 097 và 3 số cuối là 650. Tại Bản Nòng, thuộc khu tái định cư xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An, có 17 căn nhà bị bỏ hoang từ hơn 6 năm nay. Nguyên nhân cơ bản là do việc nghiên cứu khảo sát địa hình không phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Thái. Phản ánh của khán giả Lê Quý Trọng từ số điện thoại 0987 và 3 số cuối là 684. Đã từ lâu tại khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học tình thương dành cho trẻ em cơ nhỡ. Lớp học này là do một cán bộ biên phòng cùng bí thư đoàn khu phố đã kết nối với nhóm sinh viên Đại học Luật mở lớp xóa mù chữ cho trẻ em nghèo. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Minh Thủy ở thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12, đồng thời nhằm góp phần tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về việc phòng chống căn bệnh thế kỷ. Sáng nay mùng 1 tháng 12, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi lễ tuyên truyền cho hơn 1.000 em học sinh, cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn thị trấn về tác hại của bệnh này. Phản ánh của khán giả Lưu Quốc Chí từ số điện thoại 0979 và 3 số cuối là 665. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.